Hôm nay mấy anh em mình với anh Quý thì đi dịch hả chị? Để chiều làm món gì ăn? Hôm nay thì có dịp thì mấy anh em tụ lại ở nhà của Quý có nuôi vịt á. Rồi mấy anh em xúm nhau bắt vịt rồi chiều nay làm món gì ăn nha cả nhà. Quý chào cả nhà. Bây giờ mình bắt cái con vịt ở ngoài đi. Nó bị cái lỗ nó chung ra hay vậy? Nó thấy hai ba con ở ngoài kìa. Rồi mình gien nó vô chuồng lại hả? Gien nó lên bờ. Kìa nó chung mấy cái lỗ ra kìa. Giờ sao? Nữ Quý này là phải tắn lại rồi. Tắn lại đi cũng còn con luôn. Ủa mấy con vịt trống bự ghê đó, mấy con đó chắc khoảng mấy ký Quý? Con này chắc 4 ký, 4 ký mấy. Vịt 4 ký mấy hả? Thôi mình ăn vịt mái đi, mình bắt hai con vịt mái thôi. Ở ngoài đó có con trống với hai con mái. Vịt mái là chắc khoảng 2 ký mấy, 3 ký không? 3 ký. Cử 3 ký 6. Ôi vịt bự rồi. Vịt này ăn ngon luôn á. Quý gian ha, lại em chị lại bơi xuồng đi rồi anh Quý đi bên kia gian lại. Ủa nó vô cửa đó bằng nào, cửa nào anh Quý? Cửa. Bây giờ mình gian nó lên bờ đi. Bên đó có cái vách lưới kìa. À, bên đó có vách lưới kìa. Dưới bên đó đi chị. Bơi xuồng đi, bơi xuồng. Bơi lùa lên đó. Sẵn lùa nó vô chuồng, cái con kia vô chuồng luôn để nó lội ngoài kìa. Mình thấy cô đơn. Hoa 10 giờ đẹp quá đó. Chị Duyên qua đây chơi. Duyên qua đường bên kia dễ bắt à. Anh Quý, Quý vòng qua đây anh Quý. Ôi, mai mốt làm chuồng lên nè, nó hay hấp quá nó ra được á. Nước lớn mà nó sẽ ra. Quý lên đây bắt. Là con nào mình chừa lại con nào? Mình bắt con nào cũng bắt được. Đây bắt dính con nào. Bắt dính con nào ăn con đó hả? Mình ăn vịt mái đi, vịt mái nó ngon hơn. Mái cũng ba con ba cái mấy rồi đó. Rồi gọi lên rồi đó hả? Ui, chở lên lên. Ui. Chị tấn công. Rồi thôi ba vô. Ui. Ủa con này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kênh Hương Quê xin chào. Hồi nãy hai chị em đi bắt vịt về rồi cả nhà. Bây giờ thì mình đang chặt vịt nha. Bữa nay thì có vịt là hai chị em nấu khá lấu vịt. Rồi giờ mình ướp vịt nha cả nhà. Ít kho bằng củ hành với tỏi rồi giờ mình để vô. Nè, để qua thôi. Chút bằm thêm để khử. Củ hành với tỏi nữa hả? Xong mình để bột cà ri.
chị Hương. Cho màu đều vô. Muối. Thơm. Chút hạt nêm. Lấy cái muỗng trộn lên. Đầy thau luôn. Thao dịch luôn. Nên quý bác dịch tiếp mình thì ở lại bó rau nha. Còn cho đều lên mình để cho nó thấm. Nhìn nó vàng ngon luôn. Tỏi này bằm thử nó thôi. Để gan với mề vô cho nó thấm. Để gan chà bá luôn. Chà bá nó chịu. Mình thử tỏi với gừng. Đó thôi. Đổ nước từ từ vô. Cho mấy cái đại hội vô. Này đang nhắc thức ăn. Để dịch cho nó thấm, nó mềm. Mềm lạnh. Lạnh xanh như là nước mắm gừng. Cho mình cho thêm tí nước. Mắm gừng ngon. Cho nó sọt sọt. Mắm gừng cho nó kẹo thơm ngon. Cho
cho em chai nước mắm thơm. Để nước cốt dảo vô rồi, giờ dịch nó cũng gần mềm mà mình để nước cốt đậm đặc vô luôn. Rồi. Hai chị em mình làm việc nhẹ rồi. Bữa nay được ngày nghỉ rồi, mấy chị em xúm nhau nấu ăn một bữa. Chờ Út Thoa với Duyên sắc bánh mì. Duyên ăn phá lấu vịt lần nào chưa Duyên? Dạ chưa. Bữa nay ăn thử chị nấu rồi sao? Xem chị Nương nấu ngon không? Chị lần đầu tiên nấu luôn. Bánh mì đặc luộc luôn. Bánh mì đặc luộc. Cái phần thêm dĩa nhỏ nữa quá. Dạ thôi, đừng muốn hết rồi. Dĩa này đủ. Hôm nay gọn, chỉ có bánh mì rồi vịt. Phá lấu vịt nấu gọn. Làm về xôn xao. Là vịt nó mềm nữa, mình đem xuống cái mình cắt ra nữa được. Là gì ạ? Phá lấu vịt chín rồi này cả nhà. Mình để hành vô, giờ mình vớt ra cái mình nhấc miếng vô ăn. Xôi. Cái đùi nhìn nó ngon rồi thôi. Nhìn là muốn ăn liền. Ướt nước lên nha chị. Ướt nước lên thôi mình chấm bánh mì. Chị xong dắt hành lên. Rồi phá lấu vịt tính rồi nghe cả nhà. Thì hôm nay là có hai vợ chồng của Phong với Duyên với Quý ăn với gia đình của mình. Rồi con cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng phá lấu vịt chứ đại gia đình mình nha. Rồi mời mẹ ăn. Rồi. Ăn đi Phong. Ăn đi mấy em. Vịt của tao đúng không? Đúng rồi, dịch của anh Quý. Này mình múc cái chén đi rồi cái mình chấm bánh mì. Ừ. Em xé bánh mì vô trước rồi em cứ lên sau. Rồi mời cả nhà ăn luôn. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời bác ba. À, mẹ đưa chén đây con múc cho. Không được rồi. Múc vô chén nè. Phá lấu vịt này mình ăn với nước mắm gừng. Hấp dẫn quá chị. Nhìn cái dĩa nhìn hấp dẫn, nhìn béo. Phá lấu vịt nhìn giống cây ghi quá ta. Mà nó không? Nó giống, cũng giống cây ghi. Cũng giống vô đó. Có nước cốt dừa, béo. Thơm. Ăn thử coi Phong, Hiếu Quý coi chị làm ngon không. Xé bánh mì chấm. Thô chan luôn à. Chan vô đây nè, em gấp ăn luôn. Em làm giống chị thôi, em chan vô luôn. Cái này mình nấu nước sền sệt rồi chứ không có nước nhiều.
nhiều hơn ha. Hay sao không? Nay cho Phong viên như quý trải nghiệm ngồi trên ghe ăn luôn. Tại trên quá nắng. Cho nên là cả nhà, cái ghe cha mình với anh hai vừa đóng xong á, rồi mấy chị em xuống đây ăn luôn. Khai trương cái ghe mới luôn. Vịt nó mềm nè. Vịt của quý đó quý, quý ăn nhiều vô nghe quý. Vịt béo quá chị. Ăn đi. Vịt này ra mỡ dữ dằn luôn á. Da nhiên không ăn được da. Kiếm cục nào thịt đó. Mày mềm à. Để chén bánh canh mấy đụng xương. Được. Nó chịu ăn luôn. Ngon quá. Ngon. Vịt chấm béo, nước mắm gừng. Béo thì chứ bột. Có dừa nè, béo dừa. Chấm mắm gừng cái thơm thơm mùi gừng ngon. Cà ri cũng ngon, không là nhờ vịt á. Quá lấu nha. Ngồi vậy cái căng hai bên luôn, không sợ bị lật. Bữa nay ngày nghỉ mấy chị em mới có dịp tụ lại nè. Hai ông đó gấp qua gấp lại. Ăn măng sao nhường nhường lại vậy. Cái đùi ngon ghê, mẹ cạp cái đùi, mẹ cạp cũng thịt ha. Chiều xuống ghe ngồi ăn cái mát. Mà chạp tối xuống là ăn tối luôn. Năm giờ mấy. Video của mấy chị em thì đến đây cũng đã kết thúc nha cả nhà. Con cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi. Và hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.